Thoái phủ thiên thay để tam châu, thoái phủ thiên thay hành vân giá võ, làm dây ngờ gió mưa. Dâng nước mịt mờ ngược mây, dâng nước nghĩ mịt mờ ngờ, vua cha phán hỏi đền thờ nơi nào. Hoa khoe sắc đua tài,
nhan khai quang thập cờ diệu châu về chứng đàn duyên ngã tích tăng cung và kim phục hòa thân cận thành chúa tiên trung vương chứng mạng sơn trang trổ về đồng chứng mạng sơn trang kim ngân tài tuy bộ bạc tìm dân trổ về đồng chứng mạng sơn trang ca năng tần gia ân từ bi mẫn chúng sinh cố ngã kim đỉnh lệ dòng nhan khai quang thập cờ diệu trừ về chứng đàn duyên một bầu nghi gió bát trăng thành
trúc ở bên gầy suối nghe reo. Đường uốn khúc qua đèo dốc nghi núi lối hiểm nghèo, đất ni sỏi đá ong chơi nên một màu sơn thủy thong mà dòng. Lệ chơi kỳ cục mà phương ơn, trăm thứ hoa trăm thứ quả đem về dâng mộng hái xong bị rừng nghề cô đồ mặc đi tươi cùng mê làm giàu sẵn nghi cụ mà ai đi. Quay gánh đi hải trà, gọt nắng y nhiên quay gánh đi hải chân nên đi đôi hành sao đội nón tu lờ sao quay miệng trồm cười trăm hoa đi đua nở hát tiếng tây nghịch tiếng đi thô tiếng kinh đàn thông nghịch giao khúc nghịch thanh bình đêm. Đàn ông giao khúc thanh bình xanh nghi ngô sao chút tính tình hòa ca châu thương giao cảnh nghề bao hà trai hút đền đông quân đức nghinh đại tôi linh trời tuyên quang canh chi hữu tình. Nhạc lên bốc trên tòa tiêu tiêu nhà nhà hát ca vang lừng các nhạc đương thời loan ra về sầm dương ứng nghi nghi ngà bài sai thật nhìn tin nàng khăn là áo lượt dịu vàng bước ra đồng nghi phương nàng cả hai hoa nàng đôi tuy tốt nết na ưa nhìn cô nàng ba dạo cảnh hồ tiên nàng ba sao cảnh hồ tiên rẽ mây mà xuống cảm tiền tri ân cô từ chơi cảnh tùng lâm ra nó âm thầm mâu nhớ cô hay cô nằm cô sống đâu đây phấn son trang điểm đi cổ tay đeo vòng nghề
bảy thắt đầy lưng ong, còn cô nàng tám điều đồng đi chơi. Cô chín rồi ta thành cô mười, linh thiên thời áp hai vai thanh đồng. Cô mười một mười hai thần thông, đi đâu bao năm đi chỉ luống công đảo đền. Song đăng ai hấp thân thoáng bên đền, song đăng chỗ bên đang bố hồ bồng vương. Nhác trông lên tựa tác thân thiên, song đăng chỗ vũ dịu vàng khoan thai. Thắt rắt từng đài sọt đặc bên sọt dài, thắt rắt từng đài bên ăn nó bình dài. Cho quốc vũng dân cường, xoay trong nam biệt đi bốn phương thái hòa. Song đăng thần thấp thoáng gần đi xa, đường là đường lục đạo chuẩn lân nên mọi loài. Xoay đường lục đạo mọi loài chuẩn. Chín ngàn núi xa Bắc Lệ trầu giáng lâm, có tiền trầu xuống nơi trần gian. Điện linh nhân thế hình mang ơn nó cho mọi nhà, ai tâm thành trầu sẽ ban, ban cho được ơn nó, cho buồn cho bán khắp nơi đi trần gian. Trần gian ai bị nghiệt trầu bé ngàn tôi. Bà ta ban phúc lộc độ cho muôn nhà được bội gốc sai hoa. Trong khi xanh phách cần ca, sai ngôn tất ý xin châu bà ra ân, độ cho họ phạm được trường xuân. Ý nghĩ mà tài chùa mười bàn ra bốn phương tung hội để đạt nên tháng này. Ban đi cho tiền tốt lụa dày, bồng lộc cho lắm bể đền sâm dương cho nhiều. Ban cho mà được giải nhận bạc nhiều. Vào khắp bến trăm khe màn xinh, khúc trăng vàng bông hoa bưởi hoa dâu. Đôi tay tiết tìa lá vi vầy, ý ý à á à. Lộc tài ban hoa cho bốn phương thuận hòa, hòa bình trong nắng tươi. Cảm đi sức cao sườn đồi, hài hòa đè thầm người. Nhạc sương trong nắng mai đón trở về đền sớm. Chân châu đi dừng nhiều đường lâm lộ mông tinh này này à à. Châu bé chọn đền dâm la chọn đền dâm thương, đôi núi bao la chín ngàn hải bông tiên hoa. Hai hoa mang về đền xuân dương, biết bao thành đồng chờ mong mê ban khen. Biết bao thành đồng chờ mong châu ban khen.
chi, Kim chi Ngọc Diệp dành dành châu bé Bắc Lệ Bà Hách dành Phạm Trần mẹ cốt cách thanh tân điểu điệu nét diêm vàng hương đạo nhợt nhơ cắt đè đài thắt tính chủ chầu bà ra ban đi phúc lộc đồ cho muôn nhà được bồn gốc sai hoa trong khi xanh bách cầm ca sai con tất tính xin chầu bà ra ân đồ cho đồng đền được chiều xuân đi đi à à lộc gần mang đến lộc xa mang về thương ai tiếp lộc chầu bạc tài xin ngàn núi xa bắc lệ chầu giặc lâm có tiền chầu xuống đền sông dương địa linh nhân thế mang ấm non cho mọi nhà ai tâm thành chầu sẽ ban cho được ấm non cho buồn cho bạn khắp nơi đi trần gian ai bị nghiến bắc lệ chầu tôn đi Kim chi Ngọc Diệp dành dành châu bé Bắc Lệ Hách dành Phạm Trần mẹ cốt cách thanh tân điểu điệu nét diệu vàng dương liệu tốt tươi châu bà phong nghi sẵn có tư trời chân cây mình tầng cao thấp cây trên cây tràn ngập màu lan ngôi đền thờ châu mẹ chị mà đi nghi ngã nim nim nọ tôi lại về an cỏ lên tranh trên sân lâm băng vẻ quanh thành chợt nghe tiếng hát đầu gầy cuối hang nơi nó xanh xuyên ngàn tung tinh có cơm làm thịt hình nem khô bùn vỗ tay theo nhịp xanh ngô tin nói trò trẻ liêu lô liêu lừa quê ở thiên thai có phèn chơi cạnh bường lai khi ra núi tuyết lúc là vào ác mây khi ra núi yên là vào trong ác mây hỡi ai hay hiện hình mà biên tướng tướng với ngày tháng không chơi nghỉ cây cao bóng mát nghỉ người gặp người khách là người chủ nhân duyên anh người khách là thời nhân duyên dạo khắp huế trăm khen màn tươi khúc trăng vàng bông hoa bưởi hoàng tâu đôi tay tiền chủ bà tia lá bên cạnh em
hai hoa phù dụng nghe đôi tay tiên để hai hoa hồng. Kia là hoa cúc, hoa lan, hoa sói, hoa lan, hoa nào đẹp hơn? Kia là hoa cúc, hoa lan, hoa sói, hoa lan, hoa nào cũng xinh. Trên màn núi xa, Bắc Lệ trầu giáng lâm, có tiền trầu xuống đền sân dược, địa linh nhân thế mang ấm no cho mọi nhà. Ai tâm thành trầu sẽ mang an, ban cho được ấm no, cho buồn cho bạn khắp nơi trần gian. Trần gian ai bị ý nghiệt, Bắc Lệ trầu tối ly. Kim chi ngọc diệp danh danh châu bé Bắc Lệ bà hách danh phàm trần bè cốt cách thanh tân yểu điệu nét dịu vàng hương liệu tốt tươi châu bà tòng mi vốn săn mà tư trời thanh giang ngồi cùng mặt nước lạ lùng ông bơ tiến lên ninh trên mặt nước nghi lạ lùng nghề rõ ràng ông bơ thoại nghi chân dùng nghề nghề các thường
phục thỉnh hoàng về ngày hôm nay, bán thỉnh hoàng về hận hôn nhà khó đăng nhạc phục thọ chân kinh có chữ nam mô hồ dòng nhàn khai quang thật cờ việc hoàng vi chữ nam di tạ thích tăng cung giảng kinh phục hoàng thân cẩn thánh chúa tiên trung vương ca đăng tần gia ân từ bi mân chúng sinh cô ngã kim tinh lệ dòng nhàn khai quang thật cờ việc hoàng vi chữ nam di Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tay nâng bầu rượu ngồi tựa màn con đò mà bút tiên nên nghiên học ông họa vần thơ lại quan hoàng bơ mấy hỏi rằng cung hằng ơi, cung hằng ơi, sao chẳng đêm nay lúc lúc mờ lúc lúc sáng chẳng nghĩ nhớ thương ai khi quyết khi người
người xuống ngựa dừng treo chén quỳnh nghề mong cả chiều chúc lòng cung nghề
trên trời xanh trăng tròn vành vạch nghi nghi dưới thoại đình thánh lộ ngũ nghi nghi xinh hù bà nhiều thân nữ chung nghi cô đẹp bằng nghề nhiều thân nữ chung nghi so bề tài sắc nghi tiền cùng nghi nghề nào tây bạc nhang
úp khỏi tường yên thủy khi xuống đằng thâu kim thiên nhang giả chi thành đăng bảo án nguyện cầu chư tin chủ thủ đang đột đền họ phạm định được ngài chỉ khắc bình yên cung cấm quảng than hằng nga cung cấm quảng than dây con thịt xuống tương tan ở tổng học tổng xương ra cử thoải cung nghề hai hoa hoan học nghề trồn trong giao tài tử chủ tam đôi hài hình dòng nhan sắc tượng người thần tiên mà lửa nhang nhang lại bén nhang quả non đôi hài dừng cô quả non đôi hài dừng gương dừng được vòng tay quả hà chẳng thể thu non chẳng phải được một chiếc thuyền rồng dừng cô chiếc thuyền rồng cô về nhận lấy cho đồng vẻ ba canh khuya hiền hương thác hà ca đăng tần gia ân từ bi mẫn chúng sinh cố ngã kim đỉnh lệ khai quang phong nhan thập cờ diệu cú về chức thuyền rồng trời cù đỏ gió đỏ mình xuống sông đỏ nước
về đêm đi cô bơ đó lòng mình người làm tính ta người à, ta tính tình người ta còn đời gió đông nghi hoa đào biệt còn đời gió đông đợi người hợp phúc khăn đi hồng cô uống sao lưng lấy đất đông cuộc đã xây thần đi oai trăng nghìn mặt nước gầy kề nai nước gây hai trên kinh vênh lên núi đã ngã suối dài bao lòng
tin cô lên vào ta đến hầu cần việc trong ngoài. Cô cần mần sớm chưa mẫu bạt, cô coi sóc nghe các tòa. Tôi coi sóc nghi các tòa nghi, nhờ tay cô bé để cây đa mà được thiên xanh. Nên giữa giờ tính thiên hình bè tay vượt đi gầy, thác nghi cái gầy nghi con thác chèm, cô bắt dịp hò hoa. Nón tung nở nắng hoa đi đùng đình đàn ông hiền tang tinh tinh tang cạnh khuya cô mắt nghi vọng giữa ngàn nghề. Hội họp nghe có khúc bạc vào ca, vòng bạch ngọc tay ngà uốn khúc quạt thanh phong nghi, áo lục xinh ghê đầy ngàn hoa quả phun xinh. Mường thịnh thai đền đông quốc đức đức đại tôn định nhấp nhô cá lượt bên kênh. Tiếng ve bước âu đom đóm lên lập âm lè, càng giỏi tay thầy lại càng cao. Thương ghế thủ nhang đừng nghĩ mũi chỉ còn sao, đêm ngày kêu thầy mà lại được cho các con nhang được yên căn rồi lại đẹp a đông hề.
trần gian, sao vẫn còn ngờ người trần gian, thì sao vẫn còn ngờ nếu chưa ra hầu mống tiền cô tôi còn cơ để còn hành. Cô bé hành cho đêm nặng nề hơn ngày, không nghe ăn không ngủ, cho đứng ngồi ngẩn ngơ, cho nóng lòng thì như thể lửa hư. Đêm nằm giấc mộng toàn nằm mơ đến chuyện là lên nên đồng nghề. Gắng tu nhân lên tích đức thì có chữ vàng để cô phê. Ai muốn nên tính tâm về đền Sâm Dương Lê Mẫu, bao nhiêu tuổi buồn nặng nghề cánh xiết đi bao, đừng nghề đền tranh chấp nên thấp cả mộng. Đừng nên tranh chấp thấp cao, trần gian thì mỗi người một ý, biết thế nào mà cho hay. Tin cô tôi về đây ngược trên mây trên gió, lòng người trần gian cô đã tỏ trắng đẹp, đừng có khoe là trắng sáng hơn đẹp đi, bởi chừng có lúc cần đẹp hơn ánh trăng nghề. Dừng nhạc lê mông chim quà, tiêu tiêu nhà nhạc hát ca vang lừng, cát nhật đương thời loan vang đến chung. Hình nghi ngà trên sơn trang mà nàng ân cô ai, các cô nàng con gái thanh tân nàng, đùa nhau áo chít bầy chân, cô em tìm bạc đồ bỏ chân mê tài, trốn yên mãi cành mộng thân thoáng. Cô về đồng thì ra gian chỉ màu yêu mình, đêm đêm khăn túi nực niu, ngày ngày trang được dập dìu vào pha, ngày ngày trang dập dìu vào pha. Đêm đêm anh đuốc lập lè, cứ đêm đêm anh đuốc lập lè, cơm nam mùi ông có nước khe một bầu, chân mình tài lòng lánh mà ngọc trâu, trăng đánh gió mát bê nghiên lâu hòa ca, sương răng nề khói tỏ mấy nhạt nhòa. Sóng đăng ngài đâm thấp thoáng trong đền, chỉ mượn bầu tùy tốt 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 tùy dương già. Lên ngàn, soi lên ngàn muốn đăng lên hai hoa, cụp vào là đất xe ra là trời, cụp vào là đất đi. Đường lục đạo trầm lân nên mọi loài soi đường lục đạo, mọi loài trầm lân. Sớm dòng chơi đền yên lên miếng nọ, về an cỏ lên tranh, trên sân âm vắng vẻ quanh thành trượt,
nghe tiếng hát đầu kênh của ta. Nơi nó xanh xinh ngàn tung tin, còn cơm làm thịt hình nem khô, buông tay theo nhịp xanh ngô tiếng nói trò nếu đổ liên lừa. Xin cô về ta ban mấy phút lộc đồ cho ngôi nhà được bồn gốc sai hoa. Trong khi xanh bách thần ca sai ngôn bất tín, xin cô về ta ân độ cho đồng đền được trường xuân. Ý ý à à à à à. Lộc tài của mình ban ra bốn phương tu hồi về ngôi đền dập, ban cho tiền tô lụa dày, bồng lộc cho lắm về đền sâm dương cho nhiều, cô ban cho mà được giải nhận bằng nhiều. Ban cho đồng đền, ban cho thủ nhang thì được tài nhất sang kim. Lộc tài cho nhiều hơn năm ngoài năm xưa, họ phạm đình đi lê bái phục thờ. 30 mùng 1, 14 hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm 14. Trên sơn trang mà nàng ân cô gái, các cô nàng con gái thanh tân nàng đùa nhau áo chít quầy chân cổ đeo tiền bạc đời có chớp mê cài. Chốn niên mai cành mồng thân toán, cô về đồng thì ra gian chỉ mầu yêu. Đêm đêm khăn túi đất niu, ngày ngày trang biệt đồng thì vào ra, ngày ngày trang biệt rất nhiều cô vào. Tài cô ban hoa kim cho bốn phương thuận hòa, hòa mình trong nắng mưa. Cảm mình ăn tóc cao sườn đồi hài hòa thăm người, nhạc sườn trong nắng mai đón cô về đến sân thương. Trên màn núi xa cô về giảng lớp, có tiền cô xuống đền sâm dương địa linh nhân thế, mang ấm no cho mọi nhà. Ai tâm thành cô sẽ vang màn, cũng ban cho được ấm no cho buồn cho bạn khắp nơi. Để trần gian, trần gian ai biết ý nghĩa bé ngàn tội. Sớm dòng chơi đến im miêu nọ, tôi lại về ăn cỏ bên tranh. Trên sân lâm vắng vẻ quanh thành, chợt nghe tiếng hát đầu kênh buổi ta. Nơi non xanh xinh ngàn tung tinh, có cơm làm thịt hình nem khô, vô tay theo kịp xanh ô tiếng nói trò liêu lô liêu lừa. Hãy sống hôm nay cô về bề sầm, chốn thù ân thì quê ở thiên thai. Có phèn chơi cạnh đường tai khi ra từ tuyết lúc nào vào
xa núi thiên là vào trong hang mây. Hỡi ai hay, hỡi ai hay hiện hình mà biên cương tương với nàng tiểu này và không chơi nghi tây cao bóng mát kỳ người tập người khách là thời chú nhân duyên tình người khách là thời mà nhân duyên xin cô về, xin cô về ta ban đêm phút lộc đồ cho một nhà được bội gốc sai hoa trong khi xanh bách tần ca sai ngôn tất ý xin cô về ta ân đồ cho thú nhang được trường xuân ý ý à à à à à. Màn núi xa cô vì vàng đất có tiền cô xuống đền tâm dương địa định nhân thế mang ấm no cho mọi nhà ai tâm thành cô sẽ ban cho được ấm no cho buồn cho bán khắp nơi đi trần gian trần gian ai định ý kiến chiều chiều ta thân lên đỗ ngồi và quay ngàn đức cô lại ngồi đào mắt mà ra bước chân tung tăng bay bay lượn lùng ngóng và nhìn hoa non cao bóng đa xin ta là chủ lập bỏ xa xa đi bên đồi chim cao bay từ nghìn chim cao bay từ qua núi nọ đôi khi qua núi nọ an xanh chiều chiều tan lên đông mình và cài ngàn đức cũng lại với cao mắt đưa đàn đức trong tim tóc bay lượn lu mong và tiên 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 hoa chín non cao bóng đá xinh ta yêu anh tài lộc cũng mang lộc gần mang đến lộc xa mang về lộc xa cô bé mang về xen chớp mi diên mi mà diên diên mà chớp mi mà son son chớp chớp cần nọ ta nít kín chỗ kín chỗ kín cha cha kín chỗ chỗ kín cha đi la đi la đi chân mình diên mình mà diên diên mà chân mình mà son son chớp chớp
cần nọ ta kín kín châu kín châu kín cha cha kín châu châu kín cha đi la lê đang vui cô chờ ta về nghe tiếng đang vui cô bé này chờ ta về bình thành chào các nghe vẫn sau cô tái hồi yên mai tài lộc cô ban lộc gần mang đến lộc xa mang về lộc xa cô bé mang về ngày nay loạt ra đến đây chứng tâm lễ vật cô chứng cho lòng thành cô chứng cho lòng mình thành ra ngay người vững ba bảy tuổi xuân đi tổ ơ có tài ba bảy tuổi xuân đi thi cầu đỗ ba qua nghề chiếm bạc vàng về ngày hôm nay bán thịt cậu về thần hôn nhang có đăng nhang phục thờ chân kinh có chữ nam mô dòng nhan khai quang thật tờ diệu cậu về chứng nam duyên ngạ thích tặng cung vàng kim phục hòa thân phật thánh chúa tiên trung vương tông tiến cửa cậu ngựa thần tống tiến cửa cậu xin cậu tống đốt chép biên tỏ được phi cho thủ nhang đồng đền họ phạm định được hai chữ bình yên khai quang phong nhang thật cờ diệu cậu vi chứng mã văn lã đích tăng cung vàng kim phục hòa thân cậu thánh chúa tiên trung vương
chén rượu của canh hay vàng thờ ta đất trời mình. Tề tay tiên trước kinh chén rượu mời nghề. Nên nhất tuần sơ dâng lên bệ học cá tu nâng mời. Là mời sức cổ bơ sơ người. Tay điên chút nghĩ chén rượu mời nghị tuần á nâng lên đi bề học để các cô nâng mời là mời sức cậu ơ sơ người bắt tề tay điên chứ tề tay điên chút chén rượu mời tam bôi dâng lên đi bề học để các cô nâng mời là mời sức cậu ơ sơ người. Dược mộc mấy tuần hành cổ đi dược mưa. Dược mộc tuần hành tam đầu kỷ hữu vị ca kinh chứ theo ngọc câu sau nghề nghề ca. Hẹn đến lần sau cậu bé tôi lại về. Hẹn đến lần sau cậu